Chỉ có một số ít những ai biết đến nó là gì. Gồm cả những người tạo ra nó. Đây là Osmo Action 4. Được sinh ra cho những kẻ thích phiêu lưu. Osmo Action 4 được trang bị cảm biến 11.3 inch, lớn hơn 65% so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này giúp giải tần nhạy sáng và lộ rộng độ sáng cũng tăng, đem đến hình ảnh vượt trội cho chiếc camera của nó. Với khả năng quay 10 bit cùng chế độ màu D-Lockmer, Osmo Action 4 sẽ giúp việc hậu kỳ linh hoạt hơn cho các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Osmo Action 4 có khả năng tăng cường ánh sáng trong điều kiện ánh sáng yếu, đem đến cho chúng ta những thước phim đêm trong trẻo và ấn tượng. Hãy tận hưởng và ghi lại những khoảnh khắc với camera góc rộng ultra-wide FOV 155 độ và khám phá nhiều hơn trong từng khung hình với khả năng quay slow motion 4K ở 120fps. Ngâm kẹp an toàn, gắn nhanh chỉ trong vài giây. Biến những con đường gập ghềnh nhất trở nên mượt như nhung khi kích hoạt tính năng chống rung Rough Steady 3.0. Và hãy thử tính năng Horizon Steady để nâng tầm video với những cú xoay 360 độ. Action 4 được trang bị khả năng chống trụ nước tới 18m mà không cần bất kỳ phụ kiện chống nước nào hỗ trợ. Có khả năng quay tối đa lên tới 2,5 tiếng và cảm biến nhiệt độ màu giúp những cảnh quay dưới nước trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết mà không cần xử lý hậu kỳ. Action 4 bền bỉ, chống chịu được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất và đặc biệt là trong thời tiết lạnh giá. Có thể dễ dàng chuyển sang chế độ quay dọc và luôn sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc. Osmo Action 4 có khả năng thu tiếng trong trẻo ngay cả trong không gian nhiều gió lớn hoặc trong những cảnh quay tốc độ cao. Với Invisi Stick, những cảnh quay với gậy selfie của bạn sẽ biến mất, tạo nên những góc quay độc đáo chỉ với một chạm. Một thiết bị điều khiển GPS Bluetooth mới sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đường đi, tốc độ và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn. Trải nghiệm DJI Osmo Action 4 sớm nhất, hãy đến với Tokyo Camera.